chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một loại thức uống rất tốt cho sức khỏe, đó là nha đam hạt chia. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là một ký nha đam. Lá dứa 10 lá. Đường phèn 150g. Hạt chia 50g. Muối và một quả chanh. Bây giờ mình chuẩn bị sẵn một chậu nước và cho muối vào. Nha đam mình sẽ cắt gai ở hai bên lá cho dễ tách vỏ, sau đó thì gọt bỏ cái phần vỏ xanh và lớp vàng ở giữa vỏ để cho phần ruột trắng bên trong của nha đam không bị đắng. Nha đam khi mua về thì các bạn bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh khoảng 15 phút để mình dễ làm hơn nhé. Nha đam sau khi mình đã gọt bỏ cái lớp vỏ màu xanh ở bên ngoài thì mình sẽ đem đi cắt thành hình hạt lựu nhé. Sau khi nha đam mình đã cắt xong thì mình bỏ vào trong cái chậu nước muối lúc nãy mình đã chuẩn bị sẵn và ngâm trong vòng khoảng 5 phút. Ngâm trong nước muối khoảng 5 phút thì công đoạn này nó sẽ giúp cho nha đam giảm được độ nhớt và làm cho ly nước uống sẽ đẹp mắt hơn và ngon hơn. Sau khi ngâm nha đam được 5 phút thì mình đem nha đam đi xả lại dưới vòi nước nhé. Sau đó các bạn để nha đam cho ráo nước. Bây giờ thì mình sẽ đem hạt chia đi ngâm nước trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Về phần hạt chia thì các bạn có thể dùng loại trắng hoặc là loại màu đen đều được cả. Tiếp theo thì mình sẽ nhúng nha đam vào cái nồi nước sôi khoảng 30 giây. Nếu các bạn để lâu thì nha đam nó sẽ không đảm bảo được độ giòn và sẽ bị nhũn ra. Khi vớt nha đam ra thì các bạn nhớ trụng qua nước lạnh và bỏ thêm vào một ít đá. Sau đó thì vớt nha đam ra nhé. Bây giờ thì mình bỏ khoảng 1 lít nước vào trong nồi, sau đó thì bỏ đường phèn vào và đun đến khi đường tan hết.
Mình bỏ lá dứa vào và đun tiếp khoảng 5 phút thì vớt lá dứa ra. Sau đó thì các bạn bỏ nha đam và hạt chia vào trong nồi, khuấy đều các nguyên liệu, đun tiếp khoảng 3 phút là được. Để sôi 3 phút thì các bạn tắt bếp và để nguội nhé. Sau khi để nguội thì các bạn có thể để vào trong tủ lạnh để ăn dần. Ngoài ra thì các bạn có thể ăn kèm với sữa chua, chanh tươi và chanh dây. Đây là loại nước uống rất dễ làm và rất tốt cho sức khỏe. Các bạn hãy thử làm nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.